sạt lở do mưa lũ và cũng như những cái hiện tượng hết sức là lạ, đặc biệt xuất hiện ở một số vùng đồi núi ở khu vực này. Thì cả nhà hãy nhìn xem những nơi này bị sạt lở hết sức là dữ dằn luôn cô chú anh chị. Hoài Thương chia sẻ những thước phim video như thế này cho bà con chúng ta cùng xem. Mọi người xem video thấy Hoài Thương chia sẻ hữu ích ý nghĩa thì nhớ tặng cho một like và một đăng ký kênh nha. Rất cảm ơn cả nhà. Đây là một căn nhà ở trong bản làng, trong thôn mà bị sạt lở nè cả nhà. Thấy khủng khiếp chưa? Phá là ghê luôn ha chị ha. Trời ơi, ghê quá. Bố đây là cái vết nứt mà cả nhà có thể nhìn thấy là nó có thể sạt xuống nữa nè. Ở phía ngoài này chúng ta nhìn thấy là căn nhà này nó có thể sập bất cứ lúc nào ha. Quá ghê luôn ha chị Tình ha. Anh thấy không ghê à? Ui, cây này chắc rụp xuống không? Cây này chắc đổ vào lồ, lống vào chắc khảo lướn làm bị khơi ấy. Nếu mà lống ăn ok này. Cây đề hết cái nhà rồi, nát. Mới chụp cái lá bảo vai tản chụp vào sạt lở đấy. Để nhà này là cây cối đè hết tôi. Trời ơi, trên đất đá mà tuôn xuống kìa, dữ dằn không cô chú anh chị. Trời ơi, thấy ghê không? Quá là dữ dội. Cái cảnh cả nhà chúng ta nhìn xem mà bị sạt lở ở trên xuống nè. Đây là khu vực nhà của người ta nè.
thì bây giờ còn cái gì đâu cô chú anh chị. Phía sau này bây giờ có nguy cơ là bị sạt luôn rồi. Con đường bây giờ banh chành hết. Nguyên cái con lò. Xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng. Đây đây bị sạt lở quá là dữ luôn. Xuống các cái ngôi nhà. Từ ở trên những cái ngọn đồi mà nó sạt nó chài xuống tới dưới đây. Tổng số những căn nhà bây giờ hư hại rất là nhiều. 7 ngôi nhà. 11 người thiệt mạng. Wow. Rất là thương luôn. Thế cảnh này quan tàng lắm cô chú anh chị. Sạt lở mưa lũ như thế này thì còn cái gì nữa cả nhà. Đất thì cũng như đường lộ nó bị sập xuống. Wow, những căn nhà nó trôi kìa. Không những là Việt Nam của chúng ta mà còn những cái nước ở trên thế giới cũng bị luôn cô chú anh chị. Khủng khiếp chưa. Trời ơi cả nhà ơi. Lũ lụt, thiên tai quá là dữ dội. Sạt lở. Trời ơi, còn đứng quay phim nữa. Không sợ chết là gì. Đất đá hiện tại bây giờ vẫn còn chài xuống nữa kìa, thấy ghê ha. Đây là một ngôi nhà mà có hiện tượng bị sạt lở này cô chú anh chị. Đất đá đang tụt xuống từ từ. Quá là ghê luôn ha. Ở đây là Bảo Nhai, Bắc Hà, Lào Cai. Vụ việc vừa mới xảy ra sạt lở một căn nhà tiền tỷ nằm cũng ngay trên một con đường rất là lớn. Phía sau đây thì bây giờ sạt lở xuống cũng rất là ghê cô chú anh chị. Thì hiện tại người trong nhà cũng như là một số bà con ở nơi đây bây giờ đang di dời tìm cách khắc phục như thế nào. Và cũng như là có thể sẽ không mở căn nhà này di dời đồ ra này kia đó cô chú anh chị. Thôn khởi xã. Có thể nói sạt lở gì đâu mà tới bây giờ vẫn còn sạt lở luôn cả nhà. Quá là khủng khiếp. Hết sạt lở chỗ này tới sạt lở chỗ kia. Mới ở được mấy tháng là mưa bão quá dữ nha cả nhà ha. Bây giờ người ta đang đi vô để mà tiếp khinh những cái đồ ở trong nhà ra đó cô chú anh chị. Nhà rất là đẹp. Những bộ salon bàn ghế này kia nè. Vận chuyển đến một cái chỗ khác để ở phía sau đó sạc ở trên xuống rồi. Nguy hiểm quá cô chú anh chị. Chắc lắm. Bành hết nha. Nhiều chuyện lạ xuất hiện gần đây, không biết đây là một hiện tượng gì hay là như thế nào nữa. Nhưng mà tại bầu trời ở Bắc Ninh thì cả nhà cũng nhìn thấy là xuất hiện một cái mặt trời màu đỏ rất là lạ.